Thưa quý vị, trong khi làn sóng tranh cãi đòi xóa bỏ Tết Nguyên đán hay gộp Tết ta với Tết Tây vẫn chưa có hồi kết, thì có một giáo sư sử học ở thành phố Hồ Chí Minh từ hàng chục năm nay vẫn luôn miệt mài với việc cho ra đời 4 bộ sách Tết. Đây là một công trình nhằm phác họa văn hóa truyền thống về Tết của người Việt Nam từ hơn 100 năm với nguồn tư liệu đã được sưu tập từ những năm 1908-1909. Bộ sách gồm 4 quyển, quyển 1 Tết cả Việt Nam, quyển 2 là bản dịch tiếng Anh, quyển 3 là bộ sưu tập bìa báo Tết Bắc Kỳ, Trung Kỳ và quyển 4 là bộ sưu tập báo Tết bìa Nam Kỳ. Tất cả đều có màu sắc bắt mắt, đặc sắc về nội dung và độc đáo về kích thước khi được in trên khổ giấy A3 với nền giấy nghệ thuật chịu được sự mài mòn của thời gian. Đây là những cái tài liệu mà tôi đã sưu tập từ 50 năm và đặc biệt là trong 2 năm Covid, mà trong lúc đó thì xã hội đang nói về văn hóa đọc. Phải có một cái nguồn sách, có một cái diện tích rộng, không chỉ đọc một người mà đọc hai người. Do đó mà tôi nghĩ ra cái khổ sách A3 và hình vẽ 4 màu, thậm chí 6 màu, và chúng tôi cho màu sepia. Và những nội dung đó, những nội dung hoàn toàn là mang giá trị Việt Nam, tức là những văn hóa cổ xưa của Việt Nam mà chúng ta quên lãng. Được biết đến là người ấn hành một số từ điển kanji Hán Nhật Việt đầu tiên của Việt Nam vào năm 1973, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cũng là người phát hiện với công trình kỹ thuật người An Nam được thực hiện tại Hà Nội vào năm 1908 đến năm 1909, vốn là công trình đã bị lãng quên hơn một thế kỷ. Hiện ông vẫn đang không ngừng nỗ lực để góp phần tái hiện ký ức Đông Dương, trong đó có 4 bộ sách Tết. Với hình ảnh phong phú đa dạng từ tranh dân gian do bàn tay nghệ nhân của tranh Tây Hồ Hàng Trống thực hiện, toàn mộc bản gồm 4.577 bức chú giải Hán Nôm được trích ra khoảng 500 bức để mô tả Tết cả Việt Nam. Khi đọc những sách này, chúng ta sẽ thấy được một Việt Nam xưa, và chúng ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi chúng ta lật từng trang, từng con số trong nó, từng hình ảnh đó là tuổi thơ chúng ta nằm bên trong đó. Nên do đó rằng cái này nhắc nhở chúng ta rất là nhiều và nó tạo nên một sức mạnh, đó chính là sức mạnh dân tộc. Từ năm châu bốn bể và mọi người sẽ nhìn với Việt Nam bằng con mắt khác. Và tôi cũng còn mơ ước một điều nữa. Cái văn hóa đọc này sẽ sống ở trên đường phố, ở trên những cái giao lộ, nơi có những bến bãi nghỉ ngơi, đặc biệt là trên cái phố Bùi Viện, phố đi bộ, có những cái băng ghế thì hai người ngồi cùng đọc với nhau và chia sẻ cùng nhau qua hình ảnh, qua chữ viết và trao đổi với nhau. Trước đó tại Thành phố Hồ Chí Minh, lễ ký kết hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Việt Nam học và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra. Đây là phương thức hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị để đưa 4 bộ sách Tết Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, ngoài 4 bộ sách Tết, trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Việt Nam học cũng sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều ấn phẩm sách truyền thống như Thánh địa Việt Nam học, Bộ tứ giai phẩm Vương quốc Triều Nguyễn, Bộ tứ giai phẩm Xuân 2023, v.v.